Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các em ở trong buổi chiều ngày hôm nay nếu như các bạn đã lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Ngày hôm nay sẽ là một cái phần phát trực tiếp rất là đặc biệt mà chị muốn dành cho các bạn 2K3 ở trong năm học này. Và chị hy vọng rằng là với cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay, khi mà các bạn đã xem rồi thì các bạn sẽ cảm thấy là mình đã không bị gọi là gì ạ, à, lãng phí cái thời gian khi mà ngày hôm nay dành thời gian để xem livestream của chị Hiên. Ok không nào? Ok, xin chào các bạn. chưa. Ừ. Xin chào các bạn, xin chào Quyền, xin chào các em. Xin chào Hồng Nhung. Ok, xin chào em. Được chứ An Nhiên? <laughs> Nhanh rồi lên với team chị Hiên nhé Nhiên nha. Phương Thảo nhá, đúng không? Thảo đúng không? Ok, xin chào Việt Hà, xin chào Ái Tiên. À chị chuẩn bị khởi động rồi. Cứ bình tĩnh nhé Thu Kiều nhá Yên tâm đi ạ. Ok xin chào Tùng, xin chào em, xin chào Hạ Mây Ok xin chào các bạn, chị nhìn thấy các em rồi à, Nhớ chị quá Sắp hết điểm rồi đúng không? Nhớ báo với chị nhá Ok xin chào Thùy, Thùy Thiên, xin chào em, xin chào Nhung xin chào nguyễn lan xin chào em xin chào an nhiên thật xa rất nhỏ bé điều nhỏ bé phi thường nguyện nằm ở trong ta trời cho nên khi nào đi đời nhanh như chớp mắt đời cho nên khi nào người chẳng phải hôm nay ok xin chào thiên dương xin chào hậu xin chào hồng ok <laughs> các bạn thân mến chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau ở trong buổi chiều ngày hôm nay à, chị rất là muốn bây giờ thì các bạn có thể làm giúp chị điều này bởi vì sẽ là cái cơ hội để các em tham gia cùng với chị trong một cái chiến dịch trước tiên chị sẽ cùng với chốt cái lịch phát trực tiếp của chị ở trong năm nay với các bạn trước nhé bởi vì đây là một cái điều mà các bạn cực kỳ cực kỳ là quan tâm đúng không ạ trước tiên là lịch like của chị được không nào Chị sẽ cố định lịch like cho các bạn Ở trong thời điểm này chúng ta sẽ có hai buổi like cùng với nhau cho nên một tuần Được không ạ? Và cụ thể lịch của chị Các em nốt lại giúp chị nhé Đó là một là sẽ vào thứ ba Và hai là sẽ vào thứ năm Ok không ạ? Nhớ giúp chị nhá Được không nào? Một là thứ ba Và hai là thứ năm và vào khung giờ 18 giờ. Được không ạ? Đây là hàng tuần nhé các bạn nhé. Lưu ý giúp chị, được không nào? Lưu ý giúp chị, đây sẽ là cái thời gian mà chị gặp các bạn. Và ở trong năm nay, chị đã chuẩn bị một cái lộ trình rất là hoàn hảo cho các bạn 2K3 rồi. Cộng với đó, chúng ta sẽ có cái điều thú vị nhất, đó chính là một cái chiến dịch vô cùng đặc biệt dành cho các bạn 2K3 mà nếu như các bạn muốn trở thành những người đầu tiên tham dự vào chiến dịch này thì hãy nhanh chóng tác 3 người bạn của mình vào đây và share cái phần livestream này giúp cho chị được không ạ? Chúng ta sẽ có một cái chiến dịch vô cùng đặc biệt với 2k3, đó chính là 35D và 1000 N. Được không ạ? 35D và 1000 N có nghĩa là gì? À, 35D có nghĩa là trong những cái phần like này cả sọc dọc suốt cái chiều dài cùng với các bạn chị sẽ cùng đi chữa với các bạn về 35 cái đề trọng tâm được không nào chị sẽ cùng chữa với các bạn 35 đề trọng tâm và chị sẽ trực tiếp sửa bài cho 1.000 bạn ở trong năm nay được không ạ đây là cái chiến dịch mà năm nay học văn chị Hiên sẽ làm cùng với các em Để giúp cho 2K3 có được một cái môi trường Quan trọng là gì ạ? Bây giờ thì học online giống như là cái cảm giác các bạn học offline Chị muốn xóa bỏ đi cái rào cản để các bạn không còn nghĩ đến cái việc là online và offline khác nhau ở chỗ như thế nào nữa Mà chị muốn trọng tâm vào cái việc là cùng với các bạn Chị sẽ like trực tiếp ở trên fanpage luôn nhé Hoặc là các bạn chú ý theo dõi kênh YouTube của chị. Bởi vì là trong cái trường hợp mà mạng mẽo hay là ở trên Facebook nó không được ổn định ấy thì chị sẽ chuyển sang kênh YouTube. Ok không ạ? À? Và kênh YouTube của chị là Học Văn Trị Hiên. Các bạn có thể tìm ạ. À? Được không nào? Các bạn có thể tìm kênh YouTube của chị. Ok chưa ạ? À? Nhưng ở đây tất cả đều là công khai và tất cả đều là miễn phí dành cho tất cả các bạn. Ok không ạ? À? Tất nhiên là 1.000 bạn mà mong muốn được sửa bài một cách cụ thể và chi tiết thì chắc chắn là sẽ phải cần rất là nhiều cái sự may mắn. Ok không ạ? Nhưng mà chị sẽ lựa chọn ở trong cái phần livestream ngày hôm nay khoảng 100 bạn đầu tiên. Được không ạ? Và chúng mình sẽ có một cái group để chị trọng tâm sửa bài cho các bạn ở trên đó. Tại vì bản thân chị nghĩ rằng là nếu như mà thời gian mà chúng ta phát trực tiếp ở trên cái phần livestream như vậy thì nó sẽ bị cá nhân hóa quá. Ok không ạ? Thế nên là chị sẽ lựa chọn ra 100 bạn 2k3 đầu tiên để chúng ta cùng tham gia vào cái group này. À, chị tạm gọi đó là một cái group hỗ trợ của học văn chị Hiên dành cho các bạn. Và đây là những cái bạn mà thực sự mong muốn được học sớm, được bắt đầu sớm Thế nên hãy nhanh chóng tác ba người bạn của mình vào đây và chia sẻ giúp chị cái phần livestream này nhá Đây là cái chiến dịch đầu tiên mà chị muốn phát động dành cho các bạn 2K3 được không ạ? À? Và chị mong mỏi rằng là gì? Cực kỳ mong mỏi là tất cả các bạn sẽ được tham gia vào những cái phần như thế này để chúng ta cùng nhau xóa bỏ cái rào cản giữa học on và học off. Bởi vì đôi khi các bạn sợ là Nhiều khi bọn em học online sẽ không nhận được nhiều Các cái sự quan tâm không được kê nhiều Rồi thì em không chủ động Chị mong muốn là chúng ta sẽ xóa bỏ được cái mối rào cản đó Được không ạ? À? Và đó là một trong những cái điều mà chị cực kỳ cực kỳ là quan tâm được không nào? Chiến dịch 35D và 1000N sẽ chính thức được khởi động từ ngày hôm nay Và việc lựa chọn 100 bạn thì sẽ lựa chọn 100 bạn mà đây vừa tác bạn bè và share cái phần livestream này giúp cho chị nhé Ok chưa nào? Và chị mong rằng là với cái chiến dịch chữa những cái đề trọng tâm liên tục như vậy trong các năm Ok không ạ? À? Liên tục như vậy à, Trong các cái tuần học cùng với các em Và cái phần sửa bài cho các em Thì các bạn sẽ tạo ra được một cái môi trường học tập chúng ta cùng với nhau Gọi là sốc lại cái tinh thần học tập Và chị mong là Chị sẽ cùng với các bạn đi trên cái chuyến hành trình này Và các bạn sẽ hiểu được ý nghĩa thực sự của môn văn là gì Đó là cái mong mỏi cuối cùng của chị Vừa phải linh hoạt trong cái việc viết văn Nhưng điều quan trọng hơn là gì? Điều quan trọng hơn là các bạn sẽ có được những cái uh, cách làm bài tốt Các bạn sẽ khơi dậy được cái tình yêu dành cho môn văn của mình Và hiểu được cái ý nghĩa, giá trị đích thực của bộ môn này là gì Ok không ạ? Nhá, thì các bạn cứ bình tĩnh Thì đây là hai cái thông báo mà chị muốn nói với các bạn Một là lịch like là hai buổi một tuần Ok không ạ? Vào thứ ba và thứ năm hàng tuần Và thời gian sẽ là 18 giờ Ok chưa nào? Tiếp tục cái thứ hai là phát động chiến dịch Chữa đề cho các bạn được không ạ? Và chữa bài cho các bạn, sửa bài cho các bạn Thì đây, chúng ta có thể nhìn thấy này Là 35 đề xuyên suốt cái thời gian học của các bạn mỗi tuần một đề Ok không? Mỗi tuần một đề Và gì ạ? À, 1.000 bạn sẽ được sửa bài miễn phí đi kèm với cái việc làm các đề này luôn ok chưa ạ lưu ý giúp cho chị là lưu ý giúp cho chị là à, số lượng thì có hạn và chị muốn là có thể làm được nhiều hơn nhưng mà thực sự là gì thực sự là ở thời điểm hiện tại thì cái lực lượng của học văn chị hiên chỉ có thể đáp ứng được như vậy thôi và chị mong là những cái gì năm nay học văn chị hiên quay trở lại làm mới bản thân mình mang tới những cái thứ tốt hơn cho các em thì các bạn cũng sẽ có được một cái hành trình học văn thật là tuyệt vời ok ông nào nhá. Hành trình học văn thật là tuyệt vời, được không ạ? À? Chị thấy là các bạn đã bắt đầu tác bạn bè của mình vào rồi, chị nghĩ là đây là một cái gọi là rất là thoải mái thôi, đúng không? Tất cả chúng ta đều 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 hạnh phúc về cái điều này nên là hãy chia sẻ cùng với những người bạn của mình nhá. Và hãy trở thành 100 bạn may mắn đầu tiên. Ok chưa ạ? À? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhau ở trong cái buổi ngày hôm nay mà chị bắt đầu list lại kiến thức cho các em để các bạn có được một cái định hình về việc học môn văn. Ok không ạ? À? Phải chuẩn bị kiến thức thì mới làm được đề. Đồng ý với các bạn là thời điểm này các bạn chưa học được nhiều kiến thức thì chị sẽ đến cái phần nào chị sẽ nhắc lại cái phần kiến thức đó hoặc là chị sẽ làm mới cái phần kiến thức đó để các bạn có thể nắm bắt được. Thế thì bây giờ chị ngồi lại cùng với các bạn và chúng ta sẽ list ra những cái mảng kiến thức mà chúng ta sẽ phải trọng tâm ở trong năm nay cùng với chị nhá. Được không nào? Đây, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhau. Cho chị uh, gọi là xin phép một giây đóng con dấu ạ. À. Ok không? <laughs> Xịn xò không? Rồi Các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé à, Chị sẽ lấy Cái quyển sách giáo khoa lớp 12 nhỉ Vì suy cho cùng là Vẫn phải gắn chặt với Phân bổ chương trình Của sách giáo khoa Tập 1 và tập 2 giúp chị nhé Đây trước tiên là cuốn tập 1 trước Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau xem mục lục Để xem là năm nay chúng ta sẽ phải trọng tâm Vào những cái gì đây và ôn những cái gì đây Ok chưa ạ? À bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhé Rõ ràng là ở trong phân bổ chương trình ấy thì bao giờ nó cũng sẽ chia ra làm 3 phần phải không ạ? Phần 1 là phần văn bản, đúng không? À, phần số 2 là về cái phần tập làm văn á, đúng không ạ? Đây ở đây thì chúng ta sẽ có này à các cái bài viết số này, à về các cái nói chung là như ngày xưa mình sẽ chia ra thành tập làm văn, văn bản, luyện từ và câu, kiểu kiểu vậy, đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ cùng xem nhá. Các bạn nhìn này, lưu ý giúp chị này. Được không ạ? Thứ nhất, tác phẩm số 1 Tuyên ngôn độc lập. Là... Thấy không? Ok chưa ạ? Tuyên ngôn độc lập nhá. Tiếp tục này. Số 2 quan tâm này, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa ạ? À em nha, em nha, ok cứ bình tĩnh nhá. Tiếp tục này. Số 3 là Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Số 4 là trích đoạn Đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Ok chưa ạ? Số 5. Đây. À đây là bài đọc thêm, đọc thêm này. Số 5 là người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Số 6 là ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ok chưa ạ? Thầy cuốn tập 2 cho em. Chưa thấy à? Đấy xem hai cái cuốn bọc bọc kia kìa. Hả? Hay chị Quỳnh mang về rồi à? Oh. Ồ. Ok các bạn ơi, ở dưới này có không? Em xem dưới này hộ chị. Các bạn ơi đợi chị chút xíu nhá, tại vì là không biết là cái quyển sách giáo khoa của chị là để đâu rồi Hay là chị Quỳnh mang về mất của chị Đây đây đấy Xem rồi đây có quyển gì Đấy Thấy không Ok các bạn ơi Đã tìm thấy Đã tìm thấy đã tìm thấy Tiếp tục này Đây là số mấy rồi Số 6 rồi nhá Đây các bạn nhìn này Số 7 là vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Được không Số 8 là vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Số 9 là rừng xà Nu của nhà văn Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành À số 10 là chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Được không ạ? À? Số 11 là kịch Hồn chương Ba ra hàng thịt Của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ Và đó là tất cả những cái gì mà chúng ta vẫn đang phải trọng tâm Ở trong cái quá trình ôn văn Và à xin lỗi xin lỗi bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh nữa nhở Đấy khổ ghê Đây ạ à. Đây là số 11, số 11 rồi nhá Vậy thì số 12, chị xin lỗi, rất xin lỗi Các bạn quên mất một cái tác phẩm yêu như thế Mà lại quên, phải không ạ à? Yêu như thế mà lại quên, ok ạ à. Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Vậy là ở trên này, chị vừa lượt cho các bạn này Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một chút xíu nhá Đó là nếu như mà chị vừa lượt Ở trên cho các bạn á, thì chắc chắn là Ở trong cái công nghị luận văn học đúng không? Chúng ta sẽ xoay quanh kiến thức về 12 tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 12. Hiện tại là như vậy. Ok chưa ạ? Còn có cái thay đổi gì thì chúng ta sẽ biến chuyển sau. Nhưng mà trọng tâm ở đây chị đang nói với các bạn là gì? Là chúng ta sẽ trọng tâm vào 12 cái tác phẩm này. Được không ạ? À? 12 tác phẩm ở trong chương trình Ngữ văn lớp 12, nếu như có thay đổi thì chị em mình lại cùng thay đổi, không lo lắng gì hết. Được không? Ok chưa nào? 12 tác phẩm nhá thì có thể là người ta sẽ ra ở những cái dạng đề như là phân tích này đúng không chứng minh nhận định này so sánh này và liên hệ này đúng không ạ thì nói chung là tổ hợp xác xuất ra các kiểu ấy thì nó phải ra vài trăm đề đến vài nghìn đề thậm chí là còn có thể hơn nhưng mà chúng ta sẽ đi vào những cái dạng chính thôi được không chúng ta sẽ đi vào những cái dạng chính và những cái vấn đề chính thôi thì cái này chị sẽ list, chị sẽ list ra cho các bạn sau. Ok chưa ạ? Thì đây là số 1, cái câu quan trọng nhất vẫn đang chiếm 5 điểm ở trong đề thi đại học đấy. Đó là nghị luận văn học. Được không nào? Ok nhá. Cái số 2 ở đây các bạn lưu ý với chị này. Cái số 2 ở đây đó chính là nghị luận xã hội. Tạm thời vẫn là một cái đoạn văn 200 chữ. Đúng không? Thì ở đây các bạn rõ ràng này, ở đây các bạn nhìn nhá, chị chỉ cần mở ra đơn giản cho các bạn nhìn thấy này. Ở đây người ta sẽ dạy các bạn về cái gì đây? nghị luận về một tư tưởng đạo lý này đây là cái kiến thức số 1 này tiếp tục là gì à tiếp tục là đây ạ à, đợi chị một chút nghị luận về một hiện tượng đời sống này thấy không ạ à? thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái dạng chính ở đây đó là về một cái tư tưởng đạo lý hoặc là về hiện tượng đời sống thì rõ ràng là cái mảng kiến thức mà chúng ta cần học ấy nó sẽ bao gồm này phương pháp phải không nó sẽ bao gồm phương pháp nó sẽ bao gồm cái gì nữa à chúng ta phải tìm hiểu cập nhật những cái tin tức tức là dẫn chứng và chúng ta cần phải cần gì nữa à chúng ta cần phải có một cái à gì nhở à phương pháp này dẫn chứng này gì nữa à các bạn thêm vào đó là chúng ta phải luyện tập được không ạ định hình cho mình một phương pháp đúng cập nhật cho mình những cái thông tin nóng hổi cần thiết và luyện tập liên tục để cái bài viết của chúng ta đạt cái tốc độ tốt nhất và chúng ta có thể viết được đúng nhất và hay nhất ok không ạ hiểu chị chưa nào thì đấy là những cái gì mà các bạn cần phải làm tiếp tục cái mảng số 3, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy đó chính là gì nhỉ? à đó chính là đọc hiểu đây là cái câu mà hiện tại vẫn đang chiếm hai điểm ở trong đề thi đại học đấy đúng chưa nào thế thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này nó sẽ bao gồm những cái này này được không ạ à? nó sẽ bao gồm những cái này này các bạn lưu ý giúp chị này à đây nhá chúng ta cùng xem nhá à nghị luận là xã hội này rồi mấy uhm, đây nhìn này phong cách ngôn ngữ này đúng không ạ à? à chúng ta có phong cách ngôn ngữ này biện pháp tu từ này đấy tất cả những cái phần kiến thức mà chúng ta cần quan tâm đến phương thức biểu đạt này thì là tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải tìm hiểu là ở đó và bên cạnh đó là chúng ta còn phải cố gắng để làm gì ạ cố gắng để có thể thông hiểu được cái văn bản đó đó mới là cái giá trị cuối cùng mà chị hướng đến với các bạn có nghĩa là bây giờ chúng ta thấy là cái phần đọc hiểu nó đang nghiêng khá là nhiều về cái phần mà các bạn sẽ phải tự tìm ở trên văn bản tự suy ra từ trên văn bản từ cái vốn hiểu biết của mình sử dụng hành văn của mình rồi đúng không chứ không phải là gì nữa chứ không phải là chúng ta tìm nhiều ở trong những cái dạng câu hỏi thuộc về ngữ pháp đó nữa nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị ok chưa thế thì ở đây chị vừa list cho các bạn ba cái mảng kiến thức ở đây à, muốn trao đổi với các bạn một chút xíu là các bạn đã đang học đến đâu rồi em okay. muốn trao đổi với các bạn một chút xíu là chúng ta đã học đến đâu rồi Hãy lưu ý giúp chị là từ bây giờ trong những cái phần livestream của chị chị sẽ chỉ trọng tâm bàn luận với các bạn về những cái câu chuyện chuyên môn, bàn luận với các bạn về kiến thức thôi nhá. Còn lại những cái phần khác thì chúng ta sẽ dành riêng những cái buổi mà livestream để chia sẻ với nhau sau. Ok chưa? Rồi, các bạn ơi. Các bạn, các bạn đã học đến đâu rồi? Học được những phần kiến thức nào rồi? Các bạn đã đã học được những phần à chưa học luôn gì, chưa học gì luôn nữa hả? À. Chưa học gì luôn à? Vẫn đợi chị à hay sao? à đến người lái đạo sông đà rồi gì ok rất tốt đấy thế là khá là nhanh đấy à chưa học gì luôn à ừ ok ok à việt bắc à ok rồi chưa học bài nào cả luôn á hả ở đây chị list ra cho các bạn như vậy thì các bạn đã có đủ định hình để làm chưa suy cho cùng cái giá trị cuối cùng của văn á chị muốn các bạn hướng tới là các bạn phải thực sự hiểu về các cái tác phẩm các bạn phải cảm nhận nó bằng những cái xúc cảm của mình các bạn phải có ý kiến quan điểm riêng và có cái tư duy suy nghĩ khi mà các bạn bắt gặp bất cứ một cái vấn đề nào ở trong cái đời sống xã hội mà chúng ta phải đương đầu đó là cái giá trị cuối cùng mà chị mong muốn gửi gắm đến các bạn à em học đến việt bắc rồi ạ à. à tây tiến ok vậy thì các bạn ơi hôm nay lịch của chúng mình là thứ năm đúng không Thế thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau vào thứ ba tuần sau các em nhé Thứ ba tuần sau sẽ là cái buổi đầu tiên mà chúng ta sẽ bắt đầu livestream cùng với nhau trong bộ 35 đề Và nếu như có thể thì chị sẽ up đề lên trước cho các bạn và chúng ta sẽ cùng tham khảo Có thể các bạn sẽ in ra và làm cùng với chị Ok chưa nào? Còn nếu như mà bạn nào mà vẫn chưa học gì Thì các em có thể đăng ký khóa học online của chị để chúng ta cùng với nhau đồng hành trong cái chặng đường này Bởi vì chị nghĩ rằng là nếu như có một người đồng hành cùng với các em thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đúng không? thế các em có thể tham khảo để có thể đồng hành cùng với chị được không ạ? Thì nếu như các bạn học được khóa học của chị thì cái việc chữa đề này sẽ đơn giản hơn rất là nhiều và các bạn cũng sẽ được bổ trợ về rất là nhiều những cái kiến thức khác nhau nữa. Được không? Thế thì bây giờ chị xin nhắc lại một lần nữa đối với các bạn nhé Có thể là các bạn vẫn đang còn lạ lẫm thế nhưng mà ở trong năm nay hiện tại với cái đề thi năm vừa rồi thì chúng ta vẫn thấy rằng là trong đề thi văn của chúng ta bao gồm 3 câu. Ok chưa nào? Nghị luận văn học, nghị luận xã hội và phần đọc hiểu chia làm hai phần, phần đọc hiểu và phần làm văn. Trong phần làm văn chia làm hai câu nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Ok chưa ạ? Trong phần nghị luận văn học chị vừa list ra với các bạn thì chúng ta có 12 tác phẩm mà chúng ta cần phải quan tâm. À, chúng ta có thể đề bài có thể ra vào những cái dạng đề chính liên quan tới phân tích, chứng minh, nhận định, so sánh và liên hệ. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì phân tích vẫn là một trong số những cái dạng đề chính và cơ bản nhất là cái dạng đề tiên quyết nhất cho những cái dạng đề còn lại. Ok chưa ạ? Tiếp theo, nghị luận xã hội thì chúng ta vẫn đang làm một cái đoạn văn 200 chữ và chia làm hai cái dạng nhỏ đó là về một cái tư tưởng đạo lý hoặc là về một cái hiện tượng đời sống. Đúng chưa nào? Và cuối cùng là cái phần đọc hiểu thì bây giờ đa số các cái câu hỏi bên cạnh những cái câu hỏi thuộc về hỏi về những cái mà các bạn kiến thức các bạn đã học có thể tìm ra như là phương thức biểu đạt biện pháp tu từ thì bây giờ chúng ta lại như thế nào nhỉ? À bây giờ chúng ta lại phải trọng tâm vào cái việc là thực sự phải đọc và thực sự phải hiểu, tức là kiến thức thông hiểu về cái văn bản đó. Ok không ạ? hiểu chị không thì tạm thời là chúng ta có những cái mảng kiến thức như vậy nhưng mà nói chung tưởng ít nhưng cũng không hề ít nhiều lắm đấy các em ạ à. và cái quá trình mà chị cần các bạn đi cùng với chị lâu dài nhất đó chính là cái quá trình mà chúng ta sẽ cùng với nhau luyện tập bởi vì đây là cái quá trình mà chị tin rằng nếu như các bạn có một cái sự luyện tập chăm chỉ thì các em sẽ vượt qua cái môn văn và các bạn sẽ bên cạnh vượt qua được cái môn văn thì các em sẽ còn cảm nhận là đây là một cái môn học hay lắm luôn á thực sự đấy ok chưa nào rồi À đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay thông qua cái phần phát trực tiếp này chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Nếu như muốn trở thành một trong khoảng 100 người may mắn à đi đi vào một cái group để chúng ta cùng với nhau trao đổi cụ thể và chi tiết hơn thì chị mong là tất cả các bạn sẽ có thể tác bạn bè của mình vào và sau đó các em có thể giúp chị share cái phần livestream này nhá chị sẽ sớm quay trở lại cùng với các bạn thôi ở trong thứ ba tuần sau với đề đầu tiên của chúng mình còn tất cả về sách về khóa học thì các em chủ động nhắn tin cho em in fanpage học văn chị hiên để được tư vấn thêm nhá chị sẽ không nói thêm bất cứ điều gì về cái này nữa ok chưa ạ cảm ơn các em rất nhiều về buổi chiều ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi thứ ba 18 giờ chính là cái đề số 01 của chúng mình các bạn nhá Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!